Vâng, xin chào các bác. Em lên sóng siêu phẩm, em về được hai cặp nha. Một cặp đã các bác khách lấy rồi, chưa kịp quay video luôn các bác. Và hiện tại là còn một cặp này, hai về là hai cặp hoa hậu, là dòng loa rất nổi tiếng rồi các bác. Full 40 từ neo RMX 515 phiên bản từ neo cũ từ lớn nha các bác. 515 nó có hai bản. Bản cũ từ lớn là bản hàng nồi của Mỹ và được săn lùng rất là nhiều bởi vì nó hiếm các bác. Nhiều khi 20 kẹp có được một hai kẹp thôi. Từ lớn thôi các bác. Từ lớn nghe nó hay hơn nha các bác. Nghe nhỉnh hơn rất một tí. Khoảng 8 rưỡi với 10. Cặp từ lớn này em về được hai cặp trong sáng ngày hôm nay thì bác khách điện thoại lấy luôn rồi, không kịp quay luôn, gửi đóng hàng gửi rồi các bác. Tối nay còn cặp này em lên sóng, bác nào mình chốt muốn sưu tầm những cặp 515 mà từ lớn thì cứ alo cho em. Không phải lúc nào nó cũng có từ lớn đâu các bác. Hồi năm trước em có về một cặp từ lớn nha. Mà năm nay là được hai cặp này ở dòng cuối năm này. Đẹp thiếu thùng xốp nha các bác. Đẹp thiếu thùng xốp full 40 từ neo từ lớn. Còn cả tem nha. Giá cặp này là 29 triệu nha các bác. Đã bao gồm phí ship. Chiên khoan đủ thì em sẽ bớt 200 nghìn lọc lá. Tại vì bao ship cặp này là 6-700 rồi các bác. Em cân đối hết. Tại vì buôn bán quét bên em là như thế rồi. Cân đối bao ship cho các bác luôn. Các bác nhận hàng nó dễ tiền dục hơn. Nhiều khi mua cặp loa các bác vài chục triệu tới cái tiền ship cái nó lẻ lẻ 670 mấy cái thấu thấu nó cực lắm. Nên em cân đối là em tính toán trong giá thành của loa luôn. Và em bao ship tận nơi tất cả các bác. Ví dụ như nếu các bác cọc 2 triệu thì các bác tới nơi nhận hàng là 27 triệu. Tại vì tổng cặp loa này là 29 triệu nha các bác. Còn chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt trực tiếp là 200 nghìn, là còn lại 28 triệu 800 nếu có chuyển khoản. Đây là cạnh hông của bên phải của loa nha. Và đây là cạnh trái của loa. Nói chung em quay xa để các bác mình xem được tổng quan này. Thấy nó đẹp. Nói chung thiếu một cái thùng thôi. RMX 515 full 40 từ neo cũ từ lớn. Cũ từ lớn ra sao thì tí nữa các bác xem mình được xem. Nhiều bác cũng chưa biết cái từ lớn như thế nào. Tại vì từ lớn là đời đầu và ở tại Mỹ. Và nó sẽ là cái từ neo nhưng mà neo cũ lớn. Thứ nhất là tản nhiệt rất là tốt. Và thứ hai là âm thanh nó nhỉnh hơn nha các bác. Đây là phía sau của loa. Có hai vết Nutrix. Cặp này là series là 3336 và 3338 Made in USA. Hàng nồi, bên em về toàn hàng nồi không các bác. Chứ không có làm mà không có hàng Mexico nha. Mexico thì đời nó từ nhỏ các bác. Sau này. Cặp này đẹp quá các bác. Bác nào chốt thì alo nha. Rồi em sẽ mở kênh để các bác xem cụ từ bên trong. Vâng, đây là cái bát của nó này các bác. Hãy nhìn sơ qua lỗ các bác thì thấy được cái bộ vân tầng này. Tiếng lò này các bác. Rốt này. Đẹp nhá nhựa chưa? Tới nữa các bác sẽ được xem cái cụ từ lớn nó sẽ như thế nào. Thường thường thì các bác sẽ tách nhìn được những cụ từ nhỏ thôi. Từ đời bây giờ đó, cái cụ nhọn 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 đó. Còn cụ từ lớn nó khác nha các bác. Nó to và nó có hiệu quả tản nhiệt cao hơn. Chứ như cái lá sắt này các bác, à, lo chép. Vâng, chào các bác, mời các bác cùng ngắm cụ từ lớn của dòng 515 này các bác thấy không? Nó thiết kế kiểu mang cá tản nhiệt rất là tốt so với những đời cũ nhỏ nha các bác. Cũ nhỏ nó sẽ không có cái phần tản nhiệt đây nha. Đây, khung nó là khung nhôm đúc. Mã là 265H81. Còn cái chép là chép 2408H Made in USA. Mã của cụ từ lớn của 515 là 265H nha. Đây các bác phê chưa? Cực kỳ phê luôn nha. Hàng sưu tầm nha các bác. Bác nào chốt thì alo cho em nha. Cụ chép là cụ chép 240H 08H. Hàng USA hết nha. Hàng nồi đó các bác. Bác nào muốn sở hữu cặp 515 từ lớn thì cứ alo cho em nha. 29 triệu bao ship. À quên. Phần tặng này các bác có nhìn không? Nó mới này. Phần tặng nó này. Phần tặng Revealer là mút tiêu âm. Đây thùng này nha các bác. Đây. Tặng ở đây.
Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác nha. Bác nào muốn sở hữu nó thì alo cho em, cọc tiền thì cọc 2 triệu trở lên. Còn chỉ không đủ thì em bớt 200.000, còn 28 triệu 8. Cọc tiền thì vẫn giá 29, cọc 2 triệu trở lên em ship hàng nha.